Bà Nguyễn Thị Bích sinh sống tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Để thuận tiện và không phải chờ đợi, bà thường xuyên khám bệnh ở phòng khám Việt Lai, thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, đã không ít lần vào nhập viện công lập điều trị dài ngày, kết quả xét nghiệm của bà đã không được công nhận. Vậy là dù có vừa xét nghiệm, bà vẫn phải tiếp tục lấy máu xét nghiệm lần hai. Vấn đề đạo đức ngành y lên là ở đây nó quá việc quan trọng. Là anh vì người bệnh, mà vì người bệnh là gì? Người ta muốn khỏi bệnh. Muốn khỏi bệnh, anh phải ra cái bệnh cho đúng. Thế thì xét xét nghiệm. Thế thì anh đã cho bệnh viện được các quyền được xét nghiệm thì anh phải tin. Mà nếu không anh cho ta đóng cửa luôn. Chứ không thể nào đóng bệnh viện mà nó làm những cái bước để mà đi đến khám bệnh rồi anh lại không công nhận. Anh lại bắt nó vào một chỗ cơ. Thì đấy là chính là anh vô lối. Nay thì Bộ Y tế có Trung tâm Kiểm chuẩn Quốc gia. Thì hàng năm chúng tôi vẫn ký cái hợp đồng kiểm chuẩn với cả Trung tâm Kiểm chuẩn Quốc gia. Và tháng nào cũng phải làm ngoại kiểm. Thì như vậy có nghĩa là khi anh hoạt động y tế thì anh phải đảm bảo về chất lượng chuyên môn. Hệ thống xét nghiệm của phòng khám và bệnh viện tư đều được cấp chứng nhận đạt chuẩn mới đủ điều kiện hoạt động. Chẳng hạn như Bệnh viện Tràng An được 32 nước có lao động Việt Nam xuất khẩu sang làm việc, công nhận kết quả xét nghiệm. Tuy nhiên ở Việt Nam, kết quả xét nghiệm chỉ được công nhận trong phạm vi hoạt động của đơn vị. Điều này vô hình chung trói chân trói tay hệ thống y tế tư nhân, khiến hệ thống y tế tư nhân không giúp giảm áp lực về khám chữa bệnh cho hệ thống y tế công lập, mà còn gia tăng tình trạng lạm dụng kết quả xét nghiệm và cả chụp chiếu trong các bệnh viện công lập. Hiện nay đang có tình trạng phổ cập, người ta lạm dụng nhiều quá, mà chính cái lạm dụng ấy không tốt cho cả những người bệnh nhân và không tốt cho cả thầy thuốc. Bởi vì nó sẽ loạn, bệnh nhân sẽ được chẩn đoán rất loạn và bệnh nhân sẽ chạy đi khắp nơi lo lắng hốt hoảng không cần thiết. Thì theo tôi nghĩ rằng là nên công nhận các kết quả của nhau, mà nhà nước cũng nên công nhận các bệnh viện tư. Vì sao? Vì bệnh viện tư chúng tôi làm cũng rất là cẩn thận, chứ không làm ẩu nữa đâu. Vì làm ẩu chúng tôi phải đền. Trong bối cảnh các bệnh viện công lập đã bắt đầu thực hiện cơ chế tự chủ tài chính, bệnh viện được phép thực hiện khám chữa bệnh dịch vụ. Cuộc cạnh tranh không cân sức, một bên là bệnh viện công có đủ điều kiện vật chất, trang thiết bị, thậm chí điện nước được bao cấp, nay lại được thực hiện khám và điều trị thu phí như y tế tư nhân. Trong khi bệnh viện tư phải tự túc mọi khoản từ thuê địa điểm, mua sắm trang thiết bị, trả lương cán bộ. Rõ ràng một lần nữa kết quả xét nghiệm không được thừa nhận khi bệnh nhân thực hiện ở bệnh viện tư đã khiến bệnh nhân càng quay lưng với hệ thống y tế tư nhân.